Thật ra thì ngày xưa Nhi học ở trong trường sân khấu, khi mà mình diễn một cái vai diễn nào đó, mình có hai cái tôi. Cái tôi đầu tiên là cái tôi của nhân vật và cái tôi thứ hai là cái tôi của người diễn viên. Đó chính là mình là nhập tâm vô nhân vật, nhưng mà lúc đó mình cũng phải biết là mình đang là như thế nào. Thì tất cả những cái bộ phim từ trước tới giờ, cả những cái vở kịch dường như đã đóng, thì khi mà Nhi vào bộ phim rồi thì mình là nhân vật, nhưng mà khi mình đã hết đóng phim rồi thì bản thân mình trở lại là diễn viên Diệu Nhi bình thường, chứ Nhi không bị lầm lẫn giữa cái những cái tình cảm của Hiền cũng như là Tài ở trong phim, bởi vì mình xác định đây là nội dung của bộ phim và đây là cái nhân vật Hiền chứ không phải là Diệu Nhi ngoài đời. Dạ thật ra là em nhiều khi em trả lời thì em nghĩ sao em trả lời vậy thôi, bởi vì những cái câu hỏi em cũng không có suy nghĩ quá nhiều, không có đủ thời gian để mà mình phải suy nghĩ, mình sắp văn thiệt là cẩn thận trong đầu mình, khi mà mình nghe câu hỏi xong mình trả lời nhanh thì lúc đó mình nói như thế nào mình nghĩ như vậy thôi. Vì hiện tại thì em chỉ nói về phim Quy Lại Náo thôi, bởi vì em tránh nhắc về những cái gì nó riêng về bộ phim, em không muốn làm ảnh hưởng với lại cả tập thể ekip Quy Lại Náo. Trong phim thì nhắc đến Diệu Nhi thì sẽ nghĩ đến là những cái vai hài, thì trong cái phim này thì Diệu Nhi có gọi là một màu như vậy nữa hay không, hay là cái vai diễn của Nhi trong cái phim này nó có gì đặc biệt, có gì khác biệt so với những vai khác không? Bộ phim này là một bộ phim hài và cũng là muốn mang đến không khí hài, cho nên chắc chắn khi đạo diễn mời em không thể nào diễn bi được. Mặc dù em cũng rất là muốn có những cái dạng vai đa dạng hơn từ trước tới giờ, nhưng mà làm sao biết được, mình không lẽ mình cứ từ chối những cái cơ hội đến với mình, mặc dù những cái vai này cũng rất là dễ thương, cứ mình cứ chờ đợi một cái cơ hội để mà mình chuyển mình diễn những cái vai diễn khác, nhưng mà không, mình lại bỏ qua hết những cái cơ hội nó đến với mình, mặc dù cái vai này nó rất là dễ thương. Bản thân em cũng biết là mọi người sẽ nhìn vào sẽ thấy ồ, cũng lại là Diệu Nhi, cũng lại là diễn hài, cũng là diễn vậy thôi, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà hài nó có nhiều cách hài khác nhau, và mỗi bộ phim nó sẽ có mang một cái thông điệp khác nhau, cái nội dung khác nhau. Và đặc biệt Diệu Nhi ở những cái bộ phim hài trước, khi mà mọi người xem chắc chắn là mọi người cũng thấy được đó là cái nhân vật đó đó như thế nào, và những cái nhân vật sau nó khác nhau như thế nào. Và đó là cái điều mà em mong muốn, mình cũng là diễn hài nhưng mà làm sao để cho khán giả nhớ được cái tên nhân vật của mình, những cái gì xảy ra trong phim. Thực ra thì khi diễn cái vai diễn Hiền này á, ngoài những cái phân đoạn vừa rồi mọi người có thể xem trước bộ phim, thì em cũng là vẫn hài, vẫn có những cái hình thể, những cái biểu cảm như vậy. Nhưng mà khi mà phim công chiếu á, thì em hy vọng là mọi người có thể coi được đoạn cuối bộ phim và cảm nhận được cái nhân vật Hiền của Diệu Nhi là một nhân vật sâu lắng hơn và có những cái phân đoạn rất là xúc động. Thật ra thì có cái khó khăn cho em, đó chính là phim quay xuyên suốt một tháng ở dưới Bến Tre, và em là diễn viên kịch, cho nên là khi mà em quay phim như vậy là đòi hỏi là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật em phải quay trở về sân khấu để mà em diễn kịch. Sân khấu không thể nào vắng vắng em mà liên tục 4 tuần như vậy được. Có những ngày sân khấu cũng hỗ trợ cho em là cho em ở dưới, em quay thứ sáu, thứ bảy rồi sáng thứ nhật em lại chạy về. Nhưng mà có những ngày bối cảnh đoàn phim không cho phép, cho nên đặc biệt em phải xin sân khấu là cho em là bây giờ em diễn xong là em phải chạy về liền, cho nên có thể em có ngày em diễn một suất, có ngày em diễn hai suất ở sân khấu, và có rất nhiều ngày em quay phim buổi sáng ở Bến Tre xong tới 12 giờ trưa là đoàn phim rất là thương thả về, là em chạy một mạch từ Bến Tre về sân khấu em là 2 giờ trưa, để 3 giờ em chuẩn bị là 4 giờ em diễn, 4 giờ em diễn một suất tới 7 giờ rưỡi, 8 giờ 15 em diễn thêm một suất kịch nữa tới 11 giờ rưỡi khuya. Và sau đó từ 11 giờ rưỡi khuya em tắm rửa thay đồ, em tắm ở trên sân khấu luôn, và em chạy ngược lại Bến Tre là 1 2 giờ sáng. Và 4 tuần trong một tháng như vậy, là những cái ngày như vậy cuối tuần là lặp đi lặp lại rất là nhiều. Không ai biết được nỗi khổ của em. Có nhiều khi đó, em đi xuống dưới là 1 2 giờ khuya rồi là khách sạn đóng cửa, có nhiều khi mà gọi hoài không có ai mở cửa, em muốn ngủ ở trên xe luôn vậy đó. Nhưng mà cũng may là trời thương hay sao đó, lúc nào gọi thì anh chủ nhà cũng dậy để mở cửa hết. Thì nhưng mà nói về cái đó, cho nên em phải giữ sức khỏe của mình rất là nhiều để đảm bảo vừa phim vừa kịch, làm sao mà mình không có bị đuối sức. Chậm vía là thấy lên phim cũng tươi tắn, mắt không có thâm quầng. Và mình có kỷ niệm nào đáng nhớ khi mà quay bộ phim này không? Dạ, kỷ niệm đáng nhớ đó chính là anh La Thành, lúc mà quay cái lúc mà bơi bơi ở dưới sông á, lúc mà anh La Thành với chị Việt Hương với anh Hồ Vĩnh Anh cứu
cái chị kia thì bị anh Thành bị đuối nước, nhưng mà lúc đó là đoạn phim đã quay xong rồi, mọi người đang sửa soạn, thì anh Thành lúc đó thấy anh đang bơi được thì mọi người nghĩ là anh bơi vô bờ được, mà ai nhận ra lúc đó là anh đang bị ngợp, anh kiểu đang với vậy nè, anh bị chuột rút, đang với như vậy nè, vì không ai thấy được điều đó hết, tại vì mọi người đang sửa soạn cho phân đoạn tiếp theo, mọi người cứ nghĩ là anh La Thành cũng đang bơi vô bờ chung với lại chị Việt Hương với anh Hồ Vĩnh Anh rồi, nhưng mà đâu có ngờ mọi người anh La Thành đang như nè, cái con mình Nhi thấy được điều đó rồi, cái Nhi đang nhìn thấy tại vì anh La Thành với Nhi rất là thân, hai anh em hay giỡn lắm cho nên hay để ý nhau ở trên phim, cái lúc đó Nhi thấy cái Nhi la lên ủng mọi người, hình như anh La Thành bị đuối rồi, đuối nước kìa, lúc đó mọi người mới quay qua mới thấy chết anh La Thành đó như nè vậy đó, nhưng mà lúc đó hả chú cát chạy xe trong đoàn phim vừa mới thấy cái gì vậy là nhảy xuống liền, không có kịp rồi cái gì hết là nhảy xuống, là tất cả mọi người ở đây là quăng phao xuống cho anh La Thành, lúc đó đỡ La Thành lên, thì lúc đó anh La Thành mới kêu được tiếng cứu, lúc đó anh ta cứu xong rồi mới kêu cứu được, bởi vì cái tình huống nó rất là hồi hộp, nó hết hồn luôn. Ngoài ra thì ở miền Tây trong suốt một tháng như vậy mình có gặp khó khăn về thời tiết, mũi mồng, là thức món ăn không phù hợp hay là Diệu Nhi có thể chia sẻ? Thật ra thì bản thân Diệu Nhi khi mà Nhi đi quay tỉnh đó, thì Nhi không có suy nghĩ Nhi quá nhiều về cái nơi ở cũng như là những cái thức ăn, thức uống phải ngon dưới trên Sài Gòn hay sao, Nhi không có quan trọng, bởi vì cái việc mà Nhi quan tâm nhất đó là mình phải thể hiện thật là tốt trong bộ phim, cho nên ngủ ở đâu cũng được, ăn sao cũng được, mà may sao Ba Tri nấu ăn rất là ngon, cơm đoàn rất là ngon, và đặc biệt người dân giống như là khán giả ở dưới Ba Tri nhận ra Nhi rất là nhiều và ngày nào cũng đem đồ ăn đến cho đoàn cho Nhi hết, mọi người rất là dễ thương, rất là nhiệt tình luôn. Cảm ơn Nhi. Cảm ơn anh.